Cửa hàng Nokia Nhật xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Nay bên em lên sóng giới thiệu cho mọi người một con máy cửa xích Husqvarna 42 của Thụy Điển ha. Máy rất chỉ là đẹp, zin 17. Thì lần trước thì em cũng có cưa thử đấy ha, một tí ha. Để thử chất lượng của nó ha. H11. Đấy. Rồi, làm xích mọi thứ ok hết ha. Giờ sẽ khởi động máy cho nổ mọi người nghe. Đây, mình kéo e ra thôi. Giật. Giật thôi, à, mở công tắc ra. Đó, nó hon tiếng đẩy vô. Mình tắt công tắc, mình giật hai cái rồi mình trả công tắc về, rồi giật tiếp. Này là 42cc nhé, hàng chính hãng của Thụy Điển, rất là đẹp ha, cái móc tốt nguyên zin. Rồi giờ sẽ cưa thử. Chất lượng luôn, đẹp ha, xuất sắc. Cũng là 42, giá của con này là 3,2 triệu nha, 3,2 triệu. Quý khách hàng có nhu cầu mua con máy thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0974644973. Em tên là Thắng và địa chỉ của hàng ấp 3 xã Bà Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn mọi người theo dõi video, xin chào mọi người.